Trong kinh có nhắc đến việc Bồ Tát khi tham thiền trước khi chứng quả vị vô thượng thì vua trời Sắt Cá đã giúp ngài bằng cách hóa thành một vị đánh đàn gồm có dây đàn căn, dây đàn trùng và dây đàn vừa giúp Đức Thế Tôn ngộ ra con đường trung đạo. Đây là truyền thống của chư Phật ba đời hay do vua trời đế thích về con đường trung đạo để giúp Đức Thế Tôn? Câu này xin mời Đại Đức Cười Từ. À, kính thưa Đức Hành Tọa, kính thưa quý vị. Thì cái câu này quý vị những vị và Phật tử ha, đặc biệt Phật tử thì chắc cũng không có lạ nha. Khi mình nghe cái vụ mà nói là có một, khi mà Bồ Tát đó, đó Bồ Tát mà trước khi thành đạo đó, thì lúc mà nói là cái bối cảnh này là cái gì? Là khi mà hành hành khổ hạnh đúng không ạ? Hành khổ hạnh. À, thì con đường của hạnh nó không đưa tới giải thoát thì nói là có một vị chư thiên hay phạm thiên gì đó tương tự đó mới đánh đàn dây đàn gì đó. Ừ, thì ngày ngộ thân đường trung đạo. À, thì nó thật sự quý vị sư có tìm tổng cộng trong ba nguồn tài liệu chính thống nha, thậm chí là ở trong kinh tạng luôn, nhưng mà ba nguồn tài liệu này là đủ để bao trùm cái độ chính xác của kinh tạng. Thưa quý vị, thứ nhất là quyển Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada, thì trong đó có mô tả như vậy: lúc mà ngài hành thời gian mà ngài hành 6 năm khổ hạnh đó, đúng nghĩa là 6 năm khổ hạnh đó vậy. Thì cái sự kiện nó không đến giải thoát, mà chỉ khi á, là ngài nhớ lại, nó đúng hơn là ngài nhớ ở trong đó ghi nha, trong đó ở trong quyển Đức Phật Phật Pháp của ngài Narada đó có ghi là khi mà ngài nhớ lại cái lúc mà lễ hạ điền, mà lúc mà ngài còn bé, thưa quý vị, chứng được trạng thái hình như là sơ thiền, xin nhớ là sơ thiền đó, thì lúc đó đó ngài nhớ lại cái đó đó, thì ngài mới bỏ đi cái lối thực hành khổ hạnh và ngài tu trung đạo. Đó là tài liệu thứ nhất. Tài liệu thứ hai là tài liệu Đại Phật Sử của ngài Minh Gun Sayadaw. Ừ. Thì nhắc lại nha, ngài Minh Gun là ngài Tam Tạng đầu tiên của Myanmar, là bậc học giả lỗi lạc nhất đó. Thì ngài trong tài liệu Đại Phật Sử ngài Minh Gun cũng nói tương tự y như quyển Đức Phật Phật Pháp, là cũng nói là cái quá trình ngài khám phá ra con đường trung đạo, thưa vị, là lúc đó Bồ Tát hành khổ hạnh đó mới nhớ lại là cái sự kiện nãy sư vừa nói đó, là khi mà ngài còn bé lễ hạ điền, ngài ngồi dưới gốc cây, ngài tham thiền. Đó là tài liệu thứ hai, khả tín thứ hai. Rồi lại sư lại tìm ở trong tài liệu thứ ba là trong bộ 45 năm hoằng pháp của Đức Phật Gotama, là của ngài Chánh Minh. Ngài Chánh Minh thì cũng tương tự như vậy, thưa vị, cũng tương tự là chỉ nói đến là ngài tìm ra con đường trung đạo là do nhớ lại cái lúc còn bé đó, như thế thôi. Thực ra thì ba cái nguồn tài liệu này nè, ba nguồn tài liệu chính này nè, và thậm chí sẽ có dò trong một số chánh kinh nữa chứ không phải không, rồi lại trong tạng kinh và tạng luật nữa, thì xin thưa quý vị, thì đến cái thời điểm này nè thì sư vẫn không thấy là cái câu chuyện mà có một vị phạm thiên hay chư thiên gì đó là xuống mà để khẩy cái dây đàn mà để cho Bồ Tát hành khổ hạnh liên tục 6 năm phát hiện con đường trung đạo, thì cái đó là tới thời điểm này sư không có tìm thấy. Vậy sư không có tìm thấy ở bản thân sư nha, sư không tìm thấy nha đó ở trong chánh tạng chú giải chính thống, mà đặc biệt là ba cái nguồn tài liệu mà khả tín nhất mà sư vừa nói đó. Thứ nhất là Đức Phật Phật Pháp của ngài Narada, thứ hai là Đại Phật Sử của ngài Minh Gun, thứ ba là Đức Phật và 45 năm hoằng pháp của ngài Chánh Minh đó. Nhưng mà thôi, nhưng mà như vậy vậy thì cái vụ mà dây đàn này trong kinh tạng có nói dây đàn không? Cái này nó nói hơi hơi ngoài câu ngoài ngoài cái câu hỏi lắm một tí nha. Thì nếu mà nói về cái chuyện mà dây đàn này, thưa vị, thì có chứ không có.
là cái ví dụ dây đàn là liên quan tới bài kinh ở trong Tăng Chi, đó là bài kinh Sô Ná, tức là nói về ngài Thánh Tăng Sô Ná. Thưa vị, là sao, là có nghĩa là ngài Sô Ná này trước khi đi tu là một cái người gọi sư gọi là gì ta, nhạc sĩ đấy ha, có nghĩa là một cái người mà rất là giỏi về đánh bàn, đánh đánh đàn đó, đó một một người mà rất giỏi đánh đàn. Để đó thì khi mà ngài Sô Ná này hành phẩm hành hành phẩm hạnh, thưa vị, thì cái ngài rơi vào hai trường hợp, có nghĩa là ngài mà tinh tấn quá mức, không tinh tấn quá mức và đôi khi giải đãi quá mức, thì Đức Phật ngài mới nói trong cái đoạn này, chánh kinh này sẽ đọc quý vị nha. Thì Đức Phật ngài mới nói là bắt đầu hỏi là ngài là loại như là lúc trước ông là người thợ đánh đàn và ông rất là giỏi đánh đàn đúng không, thì ông thì ngài nói là dạ đúng như vậy bạch Thế Tôn. Thì ngài Đức Phật ngài mới nói là thầy nghĩ thế nào này Sô Ná, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá căng thẳng, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? À, thưa không Đức Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào khi những dây đàn tỳ bà của thầy quá trùng, trong khi ấy đàn của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thì nói là thưa không bạch Thế Tôn, nhưng này Sô Ná, khi những sợi dây đàn của thầy không quá căng, không quá trùng xuống, nhưng vặn đúng mức trung bình, thì khi ấy có cái đàn của thầy phát âm sử dụng được không? Thì nói là được. Thì giờ qua ví dụ này ngà, thì Đức Phật mới nói là khi mà tinh tấn á, quá mức á, thì nó sẽ căng thẳng, trên nó sẽ đưa đến dao động, đúng không? Còn khi mà giải đãi quá thì nó trở thành thụ động biến nhát đó. Thì sau cái khi mà Đức Phật giảng bài kinh này là thì ngài Sô Ná là chứng a la hán thưa vị đó. Thì nếu mà nó sự kiện dây đàn ở trong kinh tạng thì chỉ tìm được đến thời điểm này, sẽ tìm được bài kinh liên quan đến ngài Sô Ná thôi. Còn ở đây cái sự kiện mà nói là Bồ Tát thâm thiền chứng quả vô thượng, nói là vua trời đã giúp ngài bằng cách hóa thành một vị đánh đàn. Thì xin thưa một lần nữa, trước khi kết thúc câu trả lời thì sư xin nhấn mạnh lại nữa nha, là sư tìm ba nguồn tài liệu: Đức Phật Phật Pháp của ngài Narada, Đại Phật Sử ngài Minh Gun và 45 năm Hoằng Pháp của ngài Chính Minh. Thì chỉ nói là Đức Thế Tôn tìm ra con đường trung đạo là nhờ lại cái sự kiện mà ngài lúc còn bé và có lẽ Hạ Điền ngài thâm thiền. Ừ, ngày thăm thiền dưới gốc cây đó, đó là nó như vậy, đúng không? Tới thời điểm này là sư sư biết như vậy. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin chuyên đại đức tuệ tường, và sư thì xin khẳng định luôn là trong Phật giáo, trong kinh tạng Phật giáo Nguyên Thủy thì không hề có sự kiện vua trời Đế Thích xuống và làm mẫu ba sợi dây đàn thì không có ha. Chỉ có trường hợp của vị tỳ kheo Sô Ná như đại đức tuệ tường đã trình bày với quý vị rồi. Cho nên là đây có thể là do một sự nhầm lẫn trong quá trình biên dịch kinh tạng sang tiếng Trung Quốc. Bởi vì quý vị biết là Hán tạng không còn nguồn Sanskrit. Cái gọi là cái kinh Sanskrit của họ thì chỉ còn một vài bài kinh nhỏ lẻ thôi, chứ còn không còn cái tạng Sanskrit thì không còn, cho nên là không còn khả năng đối chiếu. Mà khi đó thì nó sẽ có nhiều cái dị bản, cho nên là kinh tạng Pali, Phật giáo Nguyên Thủy thì vẫn còn giữ được tạng Pali. Cho nên là khi mà các sư suy xét thì tìm không ra ở trong nguồn kinh tạng Pali nào, Pali có cái chỗ nào nói về sự kiện này, cho nên các sư khẳng định là sự kiện này không có ở trong Phật giáo Nguyên Thủy ha. Và chúng ta qua cuộc